trao đổi với nhau. Và đây nó là một cái kênh thông tin hai chiều, và đối với xã hội thì nó là đa chiều. Và cái báo chí thì là từ sáng giờ chúng ta nghe rất là nhiều rồi, ai cũng khẳng định cái vai trò của báo chí rồi, và cái điều đó là cái điều đương nhiên. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chút ở trong cái phần mà tôi đã viết và đã gửi đến các cái quý vị ở đây, đấy là cái việc là với đặc điểm của cái báo chí thì tất cả dù nó là loại hình nào, nó là báo viết, nó là báo hình, báo nói như thế nào đi chăng nữa thì báo chí cần phải có những nguồn tin và những cái cách người ta ứng xử với nhau ở những cái nơi đó. Đó là cái việc là người ta sử dụng những cái ý kiến, dù là ý kiến chuyên gia, dù là ý kiến của người dân hay như thế nào thì đều coi nó là những cái nguồn tin. Và như chúng ta thấy rằng là bởi vì là báo chí họ phải cũng phải tự nuôi sống, họ cũng phải tự gọi là trang trải những cái chi phí của mình, do đó